Bấy giờ trời đế thích thưa Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này làm sao biết được các vị trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh ở tam thiên đại thiên thế giới này và mười phương vô biên thế giới khác, cùng với vô lượng các rồng dược xa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mặc khô lạc già, nhân phi nhân, có đại oai đức, đi đến chỗ ấy, đảnh lễ, đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa, do họ biên chép, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu, vui mừng hộ niệm. Phật bảo trời đế thích, này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, hoặc thấy chỗ an trí kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế có ánh sáng vi diệu, hoặc ngửi thấy chỗ ấy có mùi hương thơm khác lạ, hoặc nghe tiếng thiên nhạc, thì sẽ biết khi ấy có chư thiên rồng, đủ đại thần lực oai đức rực rỡ thù thắng, đi đến chỗ ấy đảnh lễ, đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa, do họ biên chép, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu, vui mừng hộ niệm. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, tu hạnh thuần tịnh, trang nghiêm chỗ ấy, chí thành cúng dường kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì nên biết khi ấy có chư thiên rồng, đủ đại thần lực, oai đức, rực rỡ thù thắng, đi đến chỗ ấy đảnh lễ, đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa, do họ biên chép, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu, vui mừng hộ niệm. Này Kiều Thi Ca, tùy theo chư thiên rồng đủ đại thần lực, oai đức rực rỡ thù thắng như thế, đi đến chỗ nào thì chỗ ấy các tà thần ác quỷ kinh sợ lui tan không dám ở. Do nhân duyên đây nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tâm thường rộng lớn, hiểu biết thù thắng thanh tịnh, tu tập thiện nghiệp, tăng trưởng bội phần, làm việc gì cũng đều thông suốt. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, nếu kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa đây để chỗ nào, thì phải nên trừ bỏ uế vật chung quanh, lau quét trang hoàng, dưới giải nước hương, trải bày bảo tọa, an trí kinh lên ấy, trang nghiêm chỗ ấy bằng cách đốt hương, giải hoa, dâng treo màn lọng, cờ phướn báu, phong linh, trang sức bên trong, các trân châu vi diệu quý hiếm, y phục anh lạc, vàng bạc, báu vật, kỹ nhạc đèn sáng, các thứ tơ lụa ngũ sắc. Nếu thường hay cúng dường bát nhã ba la mật đa như thế, thì có vô lượng chư thiên rồng, đủ đại thần lực, oai đức rực rỡ thù thắng, đi đến chỗ ấy đảnh lễ, đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa do họ biên chép, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu, vui mừng hộ niệm. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nếu thường hay cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì quyết định sẽ được thân tâm không mỏi, thân vui tâm vui, thân nhẹ tâm nhẹ, thân điều hòa mềm mại, tâm điều hòa nhu thuận, thân yên ổn, tâm yên ổn, luôn nhớ tưởng bát nhã ba la mật đa, trong khi ngủ vị ấy không thấy ác mộng, chỉ có mộng lành, nghĩa là thấy Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, thân sắc vàng ròng, đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp viên mãn trang nghiêm, phóng đại quang minh soi khắp tất cả, thanh văn Bồ Tát vây quanh trước sau, thân của vị ấy ở giữa chúng, nghe Phật thuyết pháp tương ưng với bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, lại nghe thuyết pháp tương ưng với nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm chủ, nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng, lại nghe phân biệt nghĩa tương ưng với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, lại nghe phân biệt nghĩa tương ưng với nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm chủ, nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng, lại nghe trong mộng